Xin chào các bạn đến với Cotto.vn. Hôm nay chúng tôi sẽ cùng với các bạn review nhanh dòng sản phẩm máy xay sinh tố và nấu súp 2 trong 1 của Silvercrest. Máy này có tên là Cook & Mix và máy có công suất là 300W cho cái phần động cơ và 900W cho cái phần mà làm nóng. Thì cái như các bạn biết là Silvercrest là một cái thương hiệu rất là phổ biến ở Đức, sản xuất rất là nhiều các cái sản phẩm gia dụng, và đây là một cái dòng được đánh giá tương đối tốt trên Amazon. Thì bạn nhìn thấy là cái máy xay sinh tố thì là nó có cái dạng bình cầm và có cái quay như này, thì nhấc ra để rót được và đặt xuống. Thì đây cái motor nó ở bên dưới như này, cắm điện 220V cho vào và sau đấy xay. Thì ở bên trong nó có cái này, có cái khóa đây thì mở thì quay theo chiếc chiều này. Đó. Bên trong của nó thì là có các cái đây, ví dụ đây là cái làm sạch này, đây là hai cái để làm sạch, và đây là cái motor để nó xay ở bên trong, và cái lồng để mà ngăn cái sơ. Đấy là cái cấu tạo bên trong của nó. Bây giờ mình sẽ nói về các cái sơ qua về các cái chức năng mà máy có thể làm được. Ở đây thì máy có thể là dùng đến cái dung tích là tối đa là 1,7 lít. Ở đây các bạn thấy max dùng để nấu súp thì là tối đa là đến 1,2 lít, và đây tối thiểu cũng có cái mức tối thiểu để nấu súp là nửa lít. Rồi thì ở đây các bạn thấy các cái phím bấm như này thì nó có các cái chức năng. Thì ở đây là họ cũng có cái sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Đức, thì họ cũng có nói qua cái chức năng của từng cái phím. Thì đây mình cũng nói cho các bạn, đây là cái chức năng mà để mix, là cái chức năng để mà trộn. Thì nó có cái thời gian, như bạn bấm cái nút này thì là nó sẽ trộn cái hoa quả vào trong thời gian khoảng độ 3 phút mà không làm nóng. Cái này thì là cũng là chức năng để trộn, nhưng mà là các bạn bấm và nhả tay ra thì nó sẽ không trộn nữa, giữ theo cái thời gian mà như ý của bạn. Khi nào mà bạn không muốn trộn nữa thì bạn nhả ra. Ở dưới này là cái chức năng mà đây là cái chức năng mà environment, là chức năng làm ấm, thì nó sẽ là làm ấm cái thức ăn của bạn, và nó cũng sẽ vừa xoay vừa làm ấm trong vòng là khoảng độ 10 phút. Cái này là chức năng nấu, cooking dump. Cái chức năng này nó chỉ nấu không mà nó không có xoay. Ví dụ là có thể là dùng để luộc trứng chẳng hạn, thì nó sẽ chạy trong khoảng 15 phút. Thì hai cái chức năng này, zipper này, thì các bạn là để làm súp. Thì cái này là súp, súp mịn này, fine là súp mịn này. Súp này là cái súp mà vẫn còn hạt to. Thì cái súp súp mịn này thì nó chạy trong khoảng độ 20 phút. Còn cái súp hạt to hơn thì chạy trong khoảng 30 phút. Thì chức năng này là chức năng bật tắt, và nó cũng có bật tắt cái chức năng làm súp này, và nó cũng có thể là dùng để mà tắt các cái chức năng mà đang chạy. Khi mà đang chạy một cái chức năng mà bật này thì là nó sẽ tắt. Như vậy là Gusto.vn đã vừa cùng với các bạn review qua dòng sản phẩm máy xay sinh tố và nấu súp 2 trong 1 của Silvercrest. Thì để đặt mua sản phẩm hay là đặt mua các sản phẩm từ Đức cũng như châu Âu thì mời các bạn vào Gusto.vn hoặc là vào Facebook Shop Gusto, hoặc là liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại, Viber, Zalo hoặc là email bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.